Lê non vừa mới hái xong. Hai bà. Có một mỗi cái. Cháu mới về cô ạ. Quý quả cho em thích ăn ủi nhất phải không?
Lấy cốc 10.000 thì lấy, mà lấy cốc mấy nghìn thì lấy. Giờ bán đi tí ơi. Đâu, bán đâu. Tôi đi mà bán nè. Đây, đây, đây nhá. Chỗ này để băng này còn, băng này giờ tính đi. Chỗ không được cái túi của Nhật này. Đây, đây, đây nhá. Đây là tiền rồi nhá, cái chỗ này tí nữa lại chọn thêm. Mỗi cái. Hả? Rất là làm, đã thả. Muốn em cái nào? Lấy mấy cốc. Ôi, cho ông đổ xin hàng. Đâu? Chuột đó. Thế á, mua 2 căn. Đây mấy cái to em lấy mấy cái to. Ôi, người nhỉ. Non toàn quả non, nó chọn quả non mà. Cái này tôi lấy cái to không rồi nè. Lấy về cho chuột mà. Lấy cái to mà, lấy cái nhố đâu. Nhưng mà chắc vẫn còn. Trời ơi, nó nhìn quá. Chị cứ cao đâu. Đấy, con này nó mua 1 cân, tao của tao thừa nó bù con này nhá. Tao mà thừa được bù con này nó mua 1 cân nhá. Quay ăn xấu quá nên tận YouTube. Nhất là bà Thành như giống như chuột rồi. Cái hơn cho nên mình phải hướng dẫn ra. Có phải cho đang gần hết rồi. Bà ta của luôn. Đang gần hết rồi, bà ta thêm mấy người. Ý là bà chọn hết. Được. Ăn hết chứ qua đi. Chị ơi này. Chị đang mở con trang ra họ biết. Đập tỏi như kiểu là ăn tàu ấy. Mua 10.000 4 cân vẫn chưa hết nhưng mà mấy cân mua. Lấy 1 cân này hơn không? 7.000 vậy. Lấy nữa.
50.000 là rẻ rồi. Bán cô mấy nghìn tấm rưỡi thôi gì. Cô Mai cô. Mai thì bán rẻ đi, 3.000 nhé. Bán không? Mua luôn ít hả? Mua ta cô. Có đắng không? Con thử đây đây. Ăn hết của bố rồi. Lấy TikTok mà đéo hết rồi. Đây con. Đây con bỏ mất công tật tất cả thôi. Lấy con thử đây. Mua anh cầm đầu cầm nhận được. Quả nó này nó nhiều ruột. Ngon mà. Ngon. Mẹ có biết chắc là đang ăn đấy. Anh em ơi, cái bà đây 5.000 cô ạ. Để thôi. Nó thả cái gì? Cho hết ngọt để làm mua. Ờ, cho vừa mới hái xong đi bán luôn. Với tối nay em lấy mấy con cả quả. Để đi lấy tiền với bà. Cái tiền tiêu rồi. Làm cỏ à cô? Ừ. Cháu mới về cô ạ.
nào đấy? Đi xe nào không bảo đi em. Em đang làm gì đây? Em ngồi nghỉ đi xong tí em nấu cơm ăn. Nên ăn món gì đấy? Cái rau mì tơi. Em thích ăn không? Có, anh được nghỉ mấy hôm nên về sớm. Về không anh bảo trước với em. Mấy một ít quả cho em. Em thích ăn ổi nhất phải không? Để lấy dĩa để ra gọt nhé. Để lấy về hẳn chứ. Anh về mấy hôm, được nghỉ mấy hôm rồi. Ở nhà có vất vả không? Có. Về mấy hộ, mấy hôm hộ em làm việc nhà. Làm việc lại. Em ăn trước đi. Anh ăn đi. Anh ăn đi xong em bổ em ăn. Ngon không? Ừ. Anh mua trên đường về đấy. Ra làm chuồng rau vườn rau này luôn của em. Mưa nhiều cỏ mọc nhiều.